trường hợp nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn khi vào thành phố Hồ Chí Minh xin việc, người cha vượt hàng trăm cây số vào Nam mà trước đó chúng tôi có thông tin. Mới nhất, gia đình nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 70 triệu đồng. Tình tiết càng bất ngờ là đối tượng có thể giảm giá hơn phân nửa số tiền khi gia đình không đáp ứng được. Nhưng khi giao dịch hoàn thành thì mọi liên lạc bị cắt đứt. Trưa qua, ông Nguyễn Văn Hương, 53 tuổi, quê ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là cha của thiếu nữ mất tích khi rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh xin việc cho biết. Từ tối qua đến trưa nay, người nhà của ông thường xuyên nhận điện thoại từ một số máy lạ, đòi 70 triệu đồng tiền chuộc nếu muốn nhận lại con gái. Khi gia đình đó không có tiền thì người này giảm xuống 20 triệu đồng, một lúc sau lại tăng lên 30 triệu đồng. Nhưng ngày hôm sau, số máy này không liên lạc được. Trước đó, Công an quận Bình Thạnh ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc, 16 tuổi, quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Cô gái mất liên lạc từ khi đi ở Phú Yên đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thưa quý khán giả, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện một lượng lớn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất. Đáng nói là lô hàng này không phải nằm ở nhà dân nhỏ lẻ mà chiếm trệ, nằm trong một công ty lớn được đầu tư cả kho lạnh hẳn hoi. Kiểm tra đột xuất một công ty thu mua chế biến tôm nguyên liệu trên địa bàn ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Lực lượng chức năng phát hiện gần 750 kg tôm thành phẩm, tương đương hơn 1 tấn tôm nguyên liệu, có chứa tạp chất CMC, đang được lưu trữ trong kho lạnh của công ty. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty và tạm giữ toàn bộ số tôm chứa tạp chất để tiếp tục điều tra xử lý. Từ nhiều tháng nay, các phương tiện khi lưu thông trên đèo Khánh Lê từ Nha Trang đi Đà Lạt đều ngỡ ngàng trước tình trạng nhiều ngọn núi trên đèo bị xẻ ngang xẻ dọc nham nhở. Tình trạng những ngọn núi ven đường đèo liên tục bị xẻ thịt để lấy mặt bằng xuất hiện từ nhiều tháng nay. Tác hại trước mắt là gây bất an đến việc giao thông khi đến mùa mưa lũ. Thứ hai là gây mất cảnh quan khi đập vào mắt du khách là hình ảnh những ngọn núi bị xẻ đôi nham nhở. Ngay tại chân đèo xuất hiện sừng sững những ngọn núi bị xẻ thịt ngang dọc để lấy mặt bằng một cách rất lộ thiên, tạo nên những vách núi thẳng đứng cao hàng chục mét, nhiều trái dường trồng qua màu bị cắt đôi từng mảng. Trên đường đèo cũng xuất hiện tình trạng tương tự nhưng rộng lớn hơn, những vách núi bị xẻ từng lớp thẳng đứng, phía chân núi là những hàng quán thay nhau mọc lên ngày càng nhiều. Chiều qua trên vùng biển Hòn Đỏ, Nha Trang là cảnh rất nhiều người dân và du khách lội ra những bãi đá gập ghềnh nhấp nhô dưới mặt biển. Nhiều người mạo hiểm để ra ngôi chùa Từ Tôn nằm trên Hòn Đỏ cách bờ gần 500 mét. Do thời điểm này thì nước rất cạn, khi thủy triều rút nên những chiếc cano đưa đón khách sang chùa không thể hoạt động được. Để sang được ngôi chùa Từ Tôn nằm trên Hòn Đỏ, khi các cano của nhà chùa dùng cho việc đưa đón khách sang cúng giếng không thể hoạt động được vì biển quá cạn, nhiều người dân và du khách buộc phải dùng chân để lội sang chùa, nằm cách bờ gần 500 mét, chẳng khác như một hòn đảo. Do đá biển cạn gồm những bãi đá không bằng phẳng nằm dưới mặt nước, khách lội biển gặp nhiều khó khăn khi mò mẫm từng bước chân, tránh những gờn đá sắc nhọn lồi lõm dưới mặt nước, khiến khách dễ bị mất thăng bằng, té ngã chấn thương, có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nội dung vừa rồi khép lại chương trình Chuyển động Đông Tây của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.